time I'd like to invite all the contestants, please come on the stage. Before I announce the seventh, I just want to say thank you very much on behalf of the Vietnamese community and myself. Thank you, you guys. Thank you for your participation, all right? You guys did a great job, all right? So you already win, all of you. You already win anyway, right? So here we go. I have the seventh. All right. Và sau đây là danh sách của 7 em đã được ban giám khảo chọn để làm Top 7 trong cuộc thi Nam Vương Việt Nam tại Sacramento. Bây giờ chúng ta chọn số thứ nhất là thí sinh mang số 5, number 5. Henry Hiếu Minh Lê. Kế đến là thí sinh mang số 6. Minh Trân. Kế đến là thí sinh mang số 7. Xin chúc mừng đến thí sinh Tài Trung Trần. Chúng ta còn 4 thí sinh nữa. Thí sinh kế tiếp là thí sinh mang số 11. Xin chúc mừng đến thí sinh Đặng Phùng. Và kế đến là thí sinh mang số 12. Chúng ta chào bắt tay cho thí sinh Hiền Đức Ngô. Kế đến thí sinh mang số 13. Big hand for Tim Chung. The last one, the last one. Who wanna come up there? Who wanna come up? Me. You do? Yep. Hopefully me. Hopefully. Do it. Let's go. Let's do it. They are so ready. Và thí sinh mang số 15. Thanh Nguyễn. Và xin một lần nữa chúc mừng đến thí sinh Thanh Nguyễn. Vâng, và tuy nhiên các em xin mời các em trở lại đây. Và chúng tôi xin mời em Crystal lên đây tặng bao lì xì cho tất cả các em. Vâng, thưa quý vị, các em ở đây rất là hồi hộp. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho 7 thí sinh còn ở lại với chúng ta. Cảm ơn em Ram, đứng coi em nào đẹp nhất, cảm ơn. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà chấm đẹp thì nó quá dễ, phải không quý vị? Cái này không phải là chấm đẹp mà là chấm về cộng thêm trí tuệ nữa anh, cho nên anh hỏi em sao biết trả lời. Không ngờ là bữa nay em thông minh ghê luôn. Ủa vậy hả? Yeah. Câu này cổ tham lắm, nếu mà kêu cổ chấm là cổ chấm hết á. Okay, so seven of you, we're gonna have a question for seven of you, alright? So can we did just the same yeah. like we did earlier. Và bây giờ là chúng ta còn 7 câu hỏi. Và bây giờ thì ban tổ chức lại bắt đầu, ban giám khảo bắt đầu làm việc tiếp với 7 câu hỏi này. Thì bây giờ chúng ta theo thứ tự mời thí sinh mang số 15. Mời em. Em chọn một câu trong các bao liền. Rồi. Hồi hộp không em? Room không em? Room không? Yeah? Nervous? Here's the question. If you will be proud today, what will be the very first thing you will do? Việc làm đầu tiên em sẽ làm gì nếu em nhận được danh hiệu Nam Vương hôm nay? I believe that there are two things that can define you. The patience when you have nothing and your attitude when you have everything. Winning today, I may not have everything, but it is something more than I had yesterday. So we have to remember to be humble, to be true to yourself. And if I did win today, it would be an honor. That would close the bridge between, or it would not close, but bring closer the bridge between the Vietnamese culture as well as the American culture, which is always in clash, which will always have conflicts of issues.
but that doesn't take away the fact that there will be compromise. Thank you. Thank you, contestant number 15. Okay, we're gonna do a little bit challenge because I know the next one is getting ready to come up here. I'm not gonna pick you up out yet. How about you? No, not up here. You pick your question. Your question is, what can be your greatest contribution to the communities? Những gì em có thể cho đó là sự đóng góp lớn nhất của em cho cộng đồng. Hello everyone. What contributions that I can bring to the community would be like what everyone else has said before, great leadership, great sportsmanship, bringing everyone together under one umbrella. Right now, the Vietnamese community is a proud community, but it seems it's a little segregated from the other cultures as well. I would think that I would like to bring those cultures together under one roof to celebrate all of our special holidays, such as Lunar New Year. Thank you so much. Thank you. Thank you, contestant number 5. Can I have contestant number 12, please? You have a lot of supporter there. Oh, what? Okay, the question for you is, how big of a responsibility do you see if you work out today? All right. Em sẽ cảm thấy một trách nhiệm lớn như thế nào nếu em thành danh hiệu Nam Vương hôm nay? Hello everyone and judges. If I were crowned today, I can honestly say I don't know all the responsibilities that come with having that title. This being my first competition of this sort, but the first thing I would do is to search someone out that knows some of these responsibilities. Maybe talk to some of the judges or the people in charge, but find someone that knows some of the responsibilities that comes with the crown and ask them what some of the first steps that I need to take to go towards handling those responsibilities. Thank you. Can I have contestant number 7? 7, please. Your question is, what advice would you give a boy who is challenged with low self-esteem? Nếu em thấy một người đó có tính tự ti, mặc cảm, em sẽ có lời khuyên gì cho người đó? The advice I would give the little boy is that don't be nervous like me right now, and just have courage and always just be yourself, because that's all there to is. And because I used to be a really shy person, and then I opened myself to all my friends, and then it just really opened myself up to the world. And thank you. That's the advice I will give to a little boy. Thank you. Thank you. Can I have you, please? What's your number? 14. Come on out here, please. Pick your question. All right, never mind. I do it for you. I do it for you. Are you sure you're not nervous? Yep. Your question is, how could you convince the audience and a group of judges that you deserve the title? Làm sao em có thể thuyết phục được ban giám khảo và khán giả rằng em xứng đáng nhận danh hiệu Nam Vương hôm nay? Judges, audience members, hosts, fellow friends, there are a lot of things I can do to convince you. I think I've
proven that I'm a hard worker. I'm here to help a friend, and I'm here to just experience something new. I don't know what the future holds, but I'm really excited to be here. I'm excited to be a part of this Vietnamese community, and if I win, well, I'll try to do my best to promote the next Lunar Festival and try to spread the word about Vietnamese culture as best as I can. Thank you. Thank you. Thank you. May I have contestant number 11, right? Oh, you did it. Question for you. It's a very special one. It's a handwritten one. How do you see yourself 10 years from now? Bạn cảm thấy 10 năm tới bạn phải làm gì? Một lần nữa cho em xin được ban giám khảo và tất cả mọi người ở đây. Em xin trả lời câu hỏi. 10 năm trước đối với bây giờ em hiện tại ở đây rất là khác biệt. Cũng như là em thấy bản thân mình em thay đổi rất là nhiều qua từng ngày, qua từng năm tháng. Cũng như là em học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống của em. Bản thân em thay đổi rất là nhiều khi mà em đến với gia đình Phật tử Kim Quang, cũng như là gia đình Phật tử thứ hai của em, giúp em thay đổi bản thân, con người, cũng như là đạo đức của em và tất cả mọi thứ khác. Và em xin hết rồi. Em ơi, hình như là em trả lời câu hỏi ngược rồi. Ok, cũng được. Nếu câu hỏi đó dành cho anh định trả lời là 10 năm tới anh sẽ lấy vợ đẻ con. Thí sinh cuối cùng. Question for you. What skills do you have that can help the community? Em có những khả năng gì để có thể giúp cộng đồng? Okay, to start off, the Vietnamese expert, it's hard to go after him, so I'll try my best, okay? Some of the skills that I have would be that I'm a very friendly person, and I love to get to know people, and with that kind of skill, it's a really community-based skill, and with that kind of skill, what was the question again? Yeah. Come on, Em, thank you. No, what was the question again? What was the question? What? Oh, yeah, okay. Huh? First off. Okay, I answered. My friendship, my outgoingness, my helpfulness, and I'm prepared to help the community if they need to. Vâng, và bây giờ thì chắc chắn là ban giám khảo lại tiếp tục làm việc rất là tích cực để chọn ra năm vương của buổi tối đêm nay. Và bây giờ thì xin mời 7 em thí sinh ở phía dưới trở lên sân khấu. Và thưa quý vị, mặc dù là 7 em ở dưới đây không được chọn vào vòng 7, tuy nhiên trong các em cũng có thể được chọn vào cái vòng chụp hình ăn ảnh nhất, hoặc là bây giờ thì chúng tôi đang chờ kết quả từ ban giám khảo. Các em có run không? Are you guys nervous? No? Doing good? Yeah? You look a little nervous here. Are you okay? Good? Alright, good, right? Good job. And you guys doing okay, right? Why you look sad? Smile. Yeah, that's right. Good. You know what? You guys did a great job, just so you know. Yeah.
trong thời gian chờ đợi giải. Mà anh thấy đứng trên này coi như hơi bị đơ đó anh. Thôi bây giờ anh lên đây mình nghĩ mình nên làm cái gì đây. Em muốn làm gì? Thôi bây giờ in the meantime anh mở nhạc lên giùm đi anh. Mở nhạc làm gì hả? Tại bây giờ trong chờ đợi với Hả em múa. Hay búa. Nói tóm lại là đêm nay là đêm giao thừa đúng không? Mà quý vị cũng biết rồi, mỗi một cái lần Tết đến là chúng ta đều nhớ lại cái Tết của quê nhà. Nhất là cái đêm giao thừa mình được quây quần bên cạnh những người thân yêu của mình, rồi được lắng nghe những lời chúc thật hạnh phúc, thật may mắn nhất. Tuy nhiên là người Việt Nam ly hương như chúng ta thì mỗi cái đầu xuân về chúng ta có được cái bầu không khí như thế này là ấm cúng lắm rồi. Hoàng Liêm cũng không quên một lần nữa chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, và đặc biệt là đêm nay đêm giao thừa thật ấm cúng bên gia đình và người thân. Và không quên bao lì xì. Bao lì xì hả em? Anh có dài bao, ngồi nó ra ba trùm em lại luôn. Mình có kết quả chưa? Vẫn còn đang cộng lại phải không ạ? Everything you see! Yeah! Và một lần nữa Liêm cũng không quên cảm ơn ban tổ chức, tất cả các mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, các cơ sở truyền thông, các cơ sở thương mại đã cùng đóng góp rất lớn lao trong cái cuộc hội chợ này. Nếu không có quý vị thì chắc chắn chúng ta không có được một cái bầu không khí thật là vui xuân như thế này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và cảm ơn tất cả những người đã đồng hành, đóng góp cho cộng đồng của chúng ta để cộng đồng ngày càng mạnh mẽ hơn và mang lại cho chúng ta những cái gì tốt đẹp nhất tại thành phố Sacramento này. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, trong giây phút chờ đợi Hoàng Liêm và Cẩm Vân có số điểm cho Nam Vương của chúng ta, xin mời tất cả các anh em trong ban tổ chức lên sân khấu. Một lần nữa xin mời tất cả các anh em trong ban tổ chức lên sân khấu. Kính thưa quý vị, trong giây phút chờ đợi Hoàng Liêm và Cẩm Vân có số điểm, cũng như ban giám khảo chúng ta có số điểm tuyệt đối cho tất cả những anh đẹp trai hôm nay. Who's the best? Và trong 7 xin mời tất cả các anh em trong ban tổ chức chúng ta, xin mời tất cả các anh chị em trong ban tổ chức lên sân khấu để cho được tất cả quý vị ở đây được diễn kiến. Dạ, Nhân xin kính chào tất cả quý vị và chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Trước hết chúc Nhân thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả quý đồng hương đã hai ngày tham dự rất là đông đủ để ủng hộ tinh thần. Chúng tôi tổ chức hội sở chợ Hoa Xuân thứ nhất là để cho các em trẻ có cơ hội cùng tham gia với chúng tôi để xây dựng các em, để cho các em khỏi quên cái văn hóa của người Việt Nam, và các em có cơ hội để tạo khả năng của em giúp đỡ cho cộng đồng. Cho nên chúng tôi làm việc rất là cực khổ để cho tương lai của thế hệ trẻ của người Việt Nam. Và một lần nữa tôi Nhân xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn tất cả quý anh chị, quý giám khảo, tất cả các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại và những người đã mua những cái quầy hàng đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi không quên cảm ơn tất cả đồng hương đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi trong những tháng này. Và đặc biệt năm mới chúng tôi chúc tất cả quý vị thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc mừng năm mới, xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả những anh chị em trong ban tổ chức rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, bây giờ chương trình Nam Vương chúng ta bắt đầu. Alrighty, so before we announce the top four, we do have two extra awards, and they're called honorary awards. And first,
first is Mr. Congeniality, and this is a contestant that all of these contestants have voted for themselves. They voted for another partner who they felt was very friendly, nice, easy to get along with. And so we're gonna have Judge Iris Jung to award our Mr. Congeniality. And Mr. Congeniality could also be one from the lower seven, not necessarily the top seven as well. So, for Mr. Congeniality, the winner for Mr. Congeniality is, drumroll, number 9, David Guigo. Next is Mr. Photogenic. This contestant always looks fine all the time. Even in pictures, his model, his poses, he seems to get a lot of attention anywhere and everywhere he goes. Who is Mr. Photogenic? Drum roll! Drum roll some more! Number 6, Minjo! All right, I will now give back the microphone to MC Gamfeng and Huang Lim to continue. Thank you. Vâng, và kính thưa quý vị, bây giờ thì trên tay của Lim đã có được 4 thí sinh thắng giải trong buổi tối đêm nay. Và cái giải đầu tiên là cái giải mà các em đã tự chọn bộ đồ cho mình. This prize is for the best outfit of choice, right? Okay, you guys ready? Are you guys ready? All right, let's warm up a little bit. I'm trying to chill here. Contestant number 1, 3, 13. Và xin sau đây xin mời Judge Stephen Jung lên trao giải cho thí sinh. What do you want to get? Một lần nữa thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn cho thí sinh mang số 13, Tim Trần, đã thắng giải Best Outfit. And a red envelope. And you gotta come back next year to get... Next. Thank you. Next, we're gonna introduce the second runner-up. Are you guys ready? All right.
I'm kind of nervous here too. The second runner-up, contestant number... What number are you? Okay. Number 12! Và sau đây xin mời Jack Minico lên trao giải cho thí sinh Big Ngô. Và khi tất cả thí sinh cùng lại nắm tay chặt với nhau để coi ai sẽ... Em à, đàn ông, tự nhiên chúng ta nắm tay chặt với không nhau. Không phải nắm tay để mà coi chúc mừng bạn của mình thì ai sẽ là người thắng giải trong đêm hôm nay đó. À, được hả, được hả? Yeah. Đâu biết đâu, cái này anh biết. Anh nghĩ xa vời quá. Biết, nè biết. Em à, second runner up. Lần đầu tiên nên mấy em cũng hơi bối rối. Mình đứng đây mình thấy mình cũng bối rối mà không gì mấy em. Không. Congratulations again. Và bây giờ chúng ta còn hai giải nữa. Giải kế đến là giải first runner up. Who do you think gonna win the first runner up? You got it. Vâng, và kính thưa quý vị, the first runner-up. Are you guys ready? Alright. Number 11. Và sau đây xin mời Jack Helen Đặng lên trao giải cho thí sinh. First runner-up. Mời em thích trình đến bên này. Let's go there. Hai giải. Wow, congratulations, Em. Congratulations, Em. Congratulations. So at this time, this is the moment that we're all waiting for. Who do you think going to be the king of Sacramento? Và sau đây xin mời bốn thí sinh còn lại. King of Sacramento. Bốn thí sinh còn lại bước lên phía trước. Can I get the four of you up here? No. The one that haven't got a prize yet. The one that don't get a prize yet. Okay. Who of this one do you think gonna be the winner? Who gonna be the king? Which one? Can I please have it? All right. At this time, very, very nervous. Let me look. Number 7. Number. So, who vote for 7? We all vote for 7! Woo! Who vote for number 5? I vote for number 5 too, you know? How about number 15? Wrong. So, ladies and gentlemen, it's very honored for me to announce Mr. Vietnam Sacramento 2016. Number 15. Và xin chúc mừng đến với number 15. Và sau đây cảm ơn xin mời Dr. Dennis Dong and Thái Trần lên để trao giải cho thí sinh. Và cũng không quên nhắc đến gì rằng Dr. Dennis and Thái Trần là hai người sponsor cho cái chương trình Mr. T. Nam Vương tại Sacramento năm 2016. Yeah.
mời tất cả chứ lên sân khấu. Bởi vì khi mình chấm điểm, quý vị ở dưới đó sẽ không bao giờ thấy khuôn mặt xinh xắn của quý vị, cho nên xin mời quý vị hãy lên sân khấu. Mình cứ lên đây mình nhún nhảy cho vui quý vị ơi. Lên đây nhìn thấy Mr. Việt Nam Sacramento năm 2016 của chúng ta. Quá mạnh trai đúng không quý vị? Tôi nhìn để em nói mà tôi tủi thân. Và kính thưa quý vị, một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Cố Đô và Wonder Cafe đã bảo trợ cho chương trình Nam Vương của buổi tối đêm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để ủng hộ cho các em. Chúc quý vị một lần nữa một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa tất cả các anh chị em trong ban tổ chức rất chân thành cảm ơn tình thương yêu của quý vị. Và ngày mai là ngày 11 Tết, nếu xin quý vị trở lại đây để chúng ta cùng vui. Ngày mai em có đây hả chị? Ngày mai ở nhà hả chị? Ô quý vị ơi, ngày mai em có đây. Ngày mai em đi chỗ khác mình chơi nha. Năm sau mình trở lại, ok? Mùng 1 Tết mà không có chỗ chơi là sao ta? Thôi bị buồn. Nhưng mà không sao đâu, mình tự tạo niềm vui cho mình ở nhà cùng với những người thân yêu nhất của mình nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các em. Và đối với những ai, những em mà không có được thắng cuộc hôm nay thì chắc chắn là mình đã gain được một cái experience. Và hy vọng là năm sau các em sẽ trở lại. Và quý vị cũng đã ủng hộ con cháu của mình để năm sau có một cái chương trình thật là vui nhộn hơn nữa. Yeah. Ủa mà mình không có chụp hình, không chụp hình em ơi. Qua đây chụp hình em ơi. Đây là có hình rồi anh. Có.